Rồi Khánh Băng ơi, con cho chú hỏi thăm nè, cha con đâu? Cha con đi làm. Ở đâu lặn? Dạ, con cũng không biết. Còn mẹ con đâu? Mẹ con bên Bình Dương. Chú nghe nói có cái câu chuyện là mẹ con là có chồng mới, câu chuyện đó như thế nào con kể cho chú nghe coi. Rồi cha đi làm, cha đi bán, rồi mới mẹ lâu lắm, rồi cha đi bán lâu mới về, mẹ buồn, mẹ yêu người khác. Con hỏi sao mẹ nói vậy? Là cái người khác đó là có về nhà con không? Dạ, cũng có. Có về rồi sao nữa con kể chú nghe coi. Chú đâu qua con hỏi làm chi, con tưởng chứ người đó chính là người bạn của mẹ con. Con hỏi cái chú ấy nói đó là mẹ, ủa đây chính là cha con đó. Con nói không phải đâu, cha con đi bán rồi. Rồi chú đó vô nhà, chú đó làm gì đâu, kể chú nghe coi. Chú đó vô mới, chưa kịp vô cái cửa đó là mẹ bế con cho chú ấy ăn rồi. Ăn cơm rồi sao nữa? Dạ, rồi ăn cơm xong thì ba ngồi làm bánh mình hội rồi vô buồn. Vô buồn hả? Dạ. Là ai với ai vô buồn? Dạ, chú Quý với mẹ con. Chú Quý là nhân tình đó đúng không? Dạ. Rồi vô buồn làm sao nữa con kể chú nghe coi. Vô buồn thì cũng... thì mẹ con nằm ở trên, chú Quý nằm ở dưới đó, đè nhau, con cũng không biết làm sao nữa. Chàng ơi, nhưng mà lúc đó con ở đâu mà con thấy? Dạ con ở bên mẹ. Nhưng mà con làm gì mà con thấy được? Sao con thấy được? Người ta vô buồn rồi mà. Dạ anh ta vô buồn có cái lỗ để con coi. Rồi là nãy con nói là sao đâu, mẹ con sao? Mẹ con nằm ở dưới, chú Quý nằm ở trên con coi. Hai người đó là nằm trên với nằm dưới như vậy đó. Rồi xong rồi làm gì nữa con? Dạ đi tắm. Tắm sao? Tắm chung luôn. Hai người tắm chung luôn hả? Dạ mở cửa. Chàng ơi, chàng là con nhìn qua cái khe cửa mà con thấy hả? Dạ không. Con nhìn qua đâu mà con thấy? Mẹ không có khóa cửa. Mẹ không khóa cửa. Rồi mẹ thấy con không? Dạ không. Là con lén nha. Dạ con lén. Là cái người đó là nhân tình của mẹ con. Dạ. Rồi trong lúc đó cha con ở đâu mà không biết? Cha con ở bên, cha con đi bán, cha con không biết. Cha con đi bán không biết nha. Dạ. Chúc quý cô, đi trên cái đoạn đường thì có một cái cô chia sẻ hoàn cảnh là nói có một cái bà ngoại nè, nuôi hai đứa cháu. Thì nghe một cái sự việc á, cái cô bé nói á, nghe cái tin động trời lắm cả nhà. Thì bé gái nói á, mẹ mình dẫn người đàn ông về tắm chung và ngủ chung luôn. Thì cái sự việc như thế nào Thanh Trúc mời cô chú để theo dõi rõ, sẽ rõ hơn ạ. Con chào cô nha. Chào cô chào chú. Cô con với Ngôn á đi trên đoạn đường á, có cái cô này chỉ nè, nói cái hoàn cảnh là cô đang nuôi hai đứa cháu nội đúng không cô? Dạ đúng. Rồi cái đứa bé này là con của cô hay là cháu? Cháu nội. Bé này nhiêu tuổi rồi cô? Nó 13 tuổi. 13 tuổi có chút xíu hả? Dạ. 13 tuổi hả cô? Dạ, nó còn phải không cô? 7 tuổi nữa. Rồi em của cháu đâu cô? Nó đi học về, nó mới ở trong trống. Đâu cô kêu ra cho mấy anh em con hỏi thăm. Ra đây chú Biểu. Chú chào con gái nha. Gạt đầu hết. Rồi con nghe cái câu chuyện mà mẹ nó như thế nào cô? Có đúng là người dân người ta nói không? Dạ đúng, vì hồi mùa dịch đó thì vợ chồng nó nhậu quá chung chứ không có cái gì hết. Rồi nó đi bán thời gian, nó xuống đây nó lo gia đình quá, bị gì bệnh hoạn đau ấm. Rồi lúc thời gian như bị dịch người ta cấm, ta không kêu về. Rồi nó mới ở dưới đây, nó lo luôn. Rồi sau này, cái lúc đầu nó mới nghe người ta mới điện cho thằng chồng đó. Nói tính ơi, vợ mày... có vợ anh trên đây người ta quá trời rồi, ba mới ngồi luôn, quýnh quá trời quýnh rồi, sợ động dục tâm gì đó. Thằng này nó mới hỏi vợ nó điện thoại thôi mà thấy đầu tóc lũi à, hỏi tại sao đầu cổ em như vậy, nói cho nghe coi. Nó nói khi nào anh về đi, chừng nào anh về đi anh biết. Nó nói tôi đi về liền bây giờ. Rồi thằng này nó mới đi về chở, con nhỏ này thì ở với nó.
Dạ cô ơi, thôi bây giờ như vậy đi. Để mấy anh em con được phép gắn cái thiết bị âm thanh lên á. Hỏi thăm cho nó rõ hay cô ha. Dạ. Dạ thưa cô. Thì lúc nãy á, mấy anh em con có nghe cô nói á, về câu chuyện của con dâu của cô. Con dâu của cô á, có nghĩa là như thế nào, cô kể lại sơ lược cho con được biết à. Dâu cô á, tại vì cũng như thằng trai cô. Nó về đây nó lo gia đình của trời. Thành thử ra là nó không có gần gũi nó, vợ nó bao nhiêu. Ra nên chả nó buồn. Rồi cũng như là, rồi cũng người này nói kêu rồi qua tiếng lại cái người thương đó. Rồi tiếng qua tiếng lại, thành thử ra nó cũng là thằng này nó về thì nó cũng hấp hủi chồng nó. Thì đầu tiên ấy, thì như vậy thôi, nó có không nghĩ gì, cũng về tới về lui vậy thôi. Nhưng mà hồi nãy con có nghe cô nói là 3-4 người lại là cắt tóc con dâu cô, rồi này kia nọ, là câu chuyện đó là như thế nào cô kể cho nghe. Cái đó là cô không biết. Cháu nội biết. À con gái ơi. Nội, cháu nội. Con gái tên gì? Con tên Khánh Băng. Con tên Khánh Băng ha. Rồi, Khánh Băng cho chú hỏi thăm nè. Chú nghe nói Phong Phanh á là mẹ con á là bị người ta cắt tóc đồ này nọ kia á, là câu chuyện nó như thế nào con kể lại cho chú nghe coi. Dạ bốn mẹ rồi bốn người. Rồi bốn người sau đó cắt tóc mẹ. Nhưng mà mẹ con làm gì mà bị người ta làm như vậy? Dạ vì mẹ có nhân tình bị người ta bắt gặp người ta. Là mấy người đó cắt tóc mẹ con là nam hay nữ? Dạ nam với nữ. Nam với nữ ha. Rồi nam với nữ nè, mà nữ đó là vợ của chú Quý hay sao? Sao kỳ vậy cô, không phải vợ chú Quý mà nó không có biết vợ đâu chắc người ta. Có nghĩa là cháu nó không biết nha. Bố chỉ là mẹ nó la thôi. Là ý của cái câu chuyện đó là như thế nào cô kể rõ hơn coi. Cháu nó nói sơ sơ như vậy đó. Nó nói là cũng như nói bà nội ơi. Mẹ con á, ba bốn mẹ con là mẹ con cắt tóc. Mẹ con la quá trời la luôn. Cái người ta lại sống là ta bên mẹ cũng như người ta lại ta can ha. Dạ. Nhưng mà những người đó tự nhiên sao mà lại cắt tóc con dâu cô? Thì nó nói đó cái của bên nhân tình của chú Quý đó. Nhân tình của chú Quý. Vậy nói, ha. Vợ ta nói nhiều lần rồi nó không được. Bữa đó ta bắt được. Có nghĩa là con trai cô là đi về đây để chăm sóc lo lắng cho gia đình. Đúng rồi. Bỏ lại vợ ở trên chỗ làm. Đúng rồi. Đó là muốn nhà chảnh ha. Hay là nhà nhà của nó từ hồi xưa tới giờ. Rồi bắt đầu á là cái khoảng thời gian con trai cô về đây. Dạ. Thì ở chảnh á là mới quen một người bạn trai. Đúng. Là con dâu cô quen một người bạn trai. Đúng. Cho nên á là bên kia á là người ta họ nói nhiều lần. Là bên vợ của cái người bạn trai đó là lại ha. Nói nhiều lần mà nó không bỏ người ta mới bắt được. Người ta bắt tại chặn luôn. Dạ. Chàng ơi chàng, là lúc đó là con bé là nó đang ở cùng của mẹ nó. Ở với mẹ nó. Cho nên là bé nó nhớ ha. Nó nhớ rồi nó la với lắm người ta lại. Nó điện với cha nó. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè, khi mà con dâu cô á nở lòng mà đối xử với con trai cô như vậy đó, rồi cô có buồn giận gì phiền gì con dâu cô không? Buồn chứ sao buồn, mà điều mình nghĩ rằng là con mình nó về đây lo cho mình quá. Thành thử ra nó ít có về chờ cảm chưa, không có gần gũi vợ hôn. Đó thằng nó lo bên đây của trời, ít có cũng nhiều cái số nó ở, nó hẳn là nó ở bên đây lo gia đình nhiều hơn ở với vợ nó. Đó thành thử ra nó ở chảnh nó mới như vậy, chứ không phải là con nhỏ này mà nó như vậy đó. Nhưng mà con thấy hình như là cô thương con dâu cô nhiều hơn con trai cô hả? Bởi vì không, cô đứa nào con mà đứa nào cũng thương, bởi vì con dâu này á tùy hồi nhỏ này tới giờ đó là nó thương cô dữ lắm. Mẹ con không mà nó thương dữ lắm. Rồi mình suy nghĩ là như trai mình nó bỏ về lo gia đình quá trời. Thành thử ra là bà mà chả buồn rồi. Mấy người ta mấy... Nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè. Cô nói như vậy á, rồi cô có suy nghĩ được cái cảm giác của con trai cô khi mà vợ mình nó lại làm ra cái chuyện đó. Cô có suy nghĩ về cái cảm giác của con trai cô không? Nghĩ chứ, nó buồn lắm chứ. Nó buồn dữ lắm. Mà nói sự thật là nó tự nó ấy thôi, chứ nó không có nói với cô. Không có bao giờ nó than thì với cô một thở nào hết trơn. Từ hồi đó tới giờ không bao giờ nó than cô một tí nào hết. Con cũng nghe được Phong Phanh cái câu chuyện cô kể rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đóng vai trò là một người đàn ông á, mà trong khi là mình làm tròn cái bổn phận chữ hiếu cho gia đình á. Đúng. Mà vợ lại không thấu hiểu.
mà lại còn có nhân tình á. Thật sự cái đó nó đau lắm cô. Đau chứ buồn chứ mà đều. Nhưng mà sao con thấy cô nghiêng về con dâu cô nhiều hơn? Vì tại vì mình thấy nó thương mình. Mình nghĩ như con trai mình á, bỏ nó như vậy thành ra phải bỏ mà về lo làm ăn lo gia đình quá. Rồi nó xảy ra nó mình như vậy thôi. Đó, mình suy nghĩ cái chỗ đó, mình cũng tội nghiệp cho dâu mình. Tại vì có vợ có chồng mà chồng thì không gần gũi mình. Rồi về bên gia đình nhau lâu lâu mới về bên mình một lần. Chàng ơi, như vậy những người đàn ông mà người ta thường đi công tác 2-3 tháng mới về một lần mà chẳng lẽ như vậy luôn? Vì tại vì người nó có máu rồi sao cô đâu biết được gì đó. À có máu là máu gì cô kể cô nói gọi không nghe con. Thì có máu cũng 2-3 chồng gì. Tại vì đứa ông là trường vậy thôi. Khánh Băng, con cho chú hỏi thăm nè. Con biết con có quen cái người nhân tình của mẹ con không? Con có biết mặt người đó không? Tên gì con nói chú nghe coi. Tên chú Quý. Tên chú Quý nha. Có lần nào mà mẹ dẫn chú Quý về nhà cho con thấy không? Dạ có. Đâu con kể cho chú nghe coi. Mẹ, chú Quý tự đi vô nhà mẹ rồi chú Quý vô mẹ. Ừ? Chú Quý tự vô nhà luôn hả? Dạ. Không. Sao chú Quý có chìa khóa mà vô nhà? Dạ không có đóng cửa. Không có đóng cửa ha. Rồi chú Quý vô nhà chú Quý làm gì đâu, con thấy chú Quý làm gì kể cho chú với quý vị nghe coi. Con thấy đầu đuôi cho mấy chú nghe coi. Dạ tán cơm rồi vô ngủ, vô rồi xong mẹ nằm ở trên chú Quý nè. Ủa mẹ nằm ở dưới mẹ, chú Quý nằm ở trên nó đè nhau. Chàng ơi chàng, là con thấy luôn hả? Dạ. Rồi trong lúc đó là ở trong phòng hay là ở ngoài phòng khách hay là ở đâu? Trong phòng. Trong phòng của con ngủ hả? Dạ. Rồi lúc đó con ở đâu? Mà con thấy? Con ở bên mẹ, con coi trong cái cánh cửa của cái buồng. Con mở cửa ra con coi hé hé hay sao? Dạ. Là con thấy hết luôn hả? Dạ. Là lâu không con? Dạ, một chút rồi vô tắm. Vô tắm rồi sao con? Tắm chung. Ai tắm chung con? Dạ, chung với mẹ. Mẹ. Chàng ơi, chàng. Là con mở hé cửa ra. Dạ. Rồi con thấy cái cảnh đó là như vậy ha. Dạ. Chàng ơi chàng, rồi khi mà con thấy mẹ con với chú Quý đó là đi vào nhà tắm đó, rồi lúc đó là con làm gì? Dạ con điện cho cha vô phòng điện chú Quý với mẹ tắm chung kìa. Rồi cha con nói làm sao? Cha con nói cha qua liền nè. Rồi sau đó cha có qua không? Dạ có. Rồi cha có gặp mẹ với chú Quý đang trong nhà tắm không? Dạ, lúc đó là tắm xong rồi vô buồn nằm á. Là hai người còn nằm nữa hả? Dạ. Chàng ơi, chàng. Rồi lúc đó sao nữa con, cha con về rồi sao? Rồi, một lần. Cô ngồi sau lưng cháu đi, ngồi sau lưng cháu đi. Cha ruột chú Quý về. Cha ruột chú Quý về hả? Dạ. Bữa dữ lắm ha, cha con qua rồi là dữ lắm ha. Dạ. Rồi cha con có làm gì mẹ con không? Cái cha đi về. Xong rồi cha đi về luôn à? Dạ. Cha không làm gì mẹ hết trơn. Dạ. Chàng ơi chàng, sao mà cha con thương mẹ con nhiều quá vậy? Ừ. Khánh Bằng cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Vì sao mà con biết được á là hai người đó là đi vào phòng á, là làm công chuyện này công chuyện kia đó, mà con gình con coi vậy? Đó, con hé ra cái cánh cửa con coi á. Là thường không con? Là thường nhiều lần như vậy không? Dạ nhiều lần. Yeah. Rồi con có kể lại cho mẹ con nghe không? Dạ không. Rồi con kể cho cha nghe không à? Dạ. Lúc con đi trên đường cha nói, cha bắt gặp mấy lần nghe con nói. Tới bây giờ mà con còn nhớ những cái hình ảnh đó nữa hả con? Dạ. Rồi, rồi lúc đó là trong nhà không có bà ngoại con sao? Dạ. Có bà ngoại không? Rồi có ai không? Có cô, cậu gì không? Dạ không. Chỉ có con với mẹ con với chú Quý thôi. Dạ. Theo con nè, mẹ con ở với, sống với cái người chú Quý đó đó, là không có sống với ba con, cái đó là cái đó là đúng hay là sai? Dạ sai. Sai sao? Ví dụ, con suy nghĩ thử coi. Tại vì mẹ có người khác đó. Con thấy không đúng. Không đúng, có người khác không đúng ha. Dạ. Là không có còn thương ba ruột con nữa đúng không? Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Như vậy là con thấy là mẹ con
cùng với chú Quý vô phòng như vậy á, là con hé cửa con coi được mấy lần? Dạ hai lần. Lần sau là như thế nào đâu, con kể cho chú coi coi. Dạ cũng y chang. Cũng y chang vậy luôn hả? Dạ. Lúc đó là con đang làm gì? Lúc đó là con đang nghĩ cho cha, cha nói sao mà hoài vậy. Cái cha về mấy lần, cha ở đó luôn, để mẹ không dám. Mẹ không dám cho chú Quý nữa, cái mấy bữa cha về rồi yêu nữa. Chú Quý vô rồi chú Quý nói với con sao? Chú Quý nói điện cho cha ha. Chàng ơi chàng, thưa quý khán giả, thật sự mà nói với nhá, cháu nó còn khá là giống như là nhỏ quý nhá, cho nên những lời nói, những cái câu chuyện mà cháu nó kể lại quý nhá là hoàn toàn là có thật luôn á quý nhá. Tại vì cháu nó không có hề biết nói dối đâu. Khánh Băng ơi. Dạ. Con có chắc là có cái câu chuyện đó không? Tại vì mấy chú đưa lên á là mẹ con với chú Quý coi được đó. Con có chắc là con nói thiệt không? Con có thấy là hai người đó trong buồng sao đâu, con kể cho chú nghe coi. Dạ, hai người đó trong buồng là ngủ với đè nhé thôi, với nằm coi đình nội, con hiểu ngoài giọng. Đè nhau hả? Dạ. Nội ơi, nội cho con hỏi thăm nè, thì cái câu chuyện của cha và mẹ của cháu á, là nó gian dở như vậy rồi. Rồi bây giờ nội cho con hỏi thăm nè, cháu đưa về đây để mà nuôi đó. Rồi cha cháu có gửi tiền lo lắng chăm sóc gì tiếp phụ cho nội không? Dạ có. Nói chung là nói lo không à, mà lo mà đi bán đó, tháng nào có tiền thì mới gửi. Còn ví dụ 1.500.000 gì đó, tháng nào không có thì 2-300. Ừ. Tả nhỏ này sửa sùng lớp ổng tả đó. Là cháu này là sao nữa nội? Cháu nội. Cũng là con của anh đó luôn hay con sao? Con của nó mà hồi trước kia là hai chồng chưa đi thân đó, thì nó gửi đặng đi làm. Hai đứa làm hết. Rồi sau này lại cái nào cho ngay nó gửi rồi nó bỏ luôn, tới giờ thì mẹ nó không có thăm nữa là 8 năm, 9 năm thì cô cũng quên. 8 năm, 9 năm là con bé này bao nhiêu tuổi? Giờ là nó 13 tuổi. 13 tuổi rồi, mà dạ. Có ba lớn đó đó. Nó có ba lớn đó, là cô nuôi đó. Rồi lúc đó là hai chồng còn đang làm ăn, mình nếu giữ như thế này thì hai chồng mà không có được. Ừ. Rồi mới bỏ như thế này với này luôn, cô mới nuôi luôn. Nuôi nó rồi xong đâu có mấy năm thì quay qua ổng tay biến. Ừ, là thêm chú dạ. Tai biến nữa. Ổng tai biến, ông nằm cũng đó, cũng liệt giường liệt chiếu chỗ gì đó. Chàng ơi, chàng rồi đi bán thích thị chú. Mình nên bà dạ. Là phải lo cho ba người. Dạ, lớp cháu đi học. Rồi gửi về có 1.200.000 tháng rồi làm sao bà đủ lo? Tại vì mình đi bán thích thị đi bán cho người ta. Ừ. Cũng như là chú bán bộ, ví dụ chú ăn 100-200 gì thí dụ. Con biết cái đó rồi. Rồi mình bán được thì mình có ăn, còn bán được ăn. Ừ. Như hổng gại là 5 ngày 6 ngày chưa bán được bộ nào. Rồi bao nhiêu lâu rồi chưa gửi tiền về cho bà nè? Lâu à, cũng gần cả tháng rồi, bà hổng gửi được 500. 500 ngàn. Dạ. Thưa quý vị khán giả, chỉ 500 ngàn thôi phải lo cho một đứa cháu là bệnh nằm ở đó đó quý vị khán giả. Rồi thêm một đứa cháu đi học. Ngoài ra còn phải lo cho người chồng bị tai biến ngồi một chỗ nữa quý vị nhá. Chàng ơi, rồi sao cô lo nổi? Cô cũng đáng lo chứ, có khi ổng lúc nào ổng khỏe thì đỡ, lúc nào mệt thì ổng đi trong quần trong đồ không đi tiểu đi chàng tiêu ơi, đi trong quần trời. Cô làm rồi xe đẩy đó có thằng nhỏ rồi, con bé này cũng vậy luôn. Nhỏ này ví dụ chị nó tiếp khi đem đồ đem đạt thì nó cũng tiếp, nhưng mà cũng đi gì vậy luôn. Nhờ nó đi học hai giá. Không, ý là con bé nằm kìa. Nằm luôn. Là nó đi vậy đó. Dạ, nằm đồ tả không vậy, tắm rửa ẩm đi, chân tả đồ mình ẩm, tắm rửa lau, săn sóc nó. Là bà lo từ khi nào tới bây giờ rồi? 8 năm tới giờ. Chàng ơi, 8 năm. Mà ổng đi thân luôn. Bữa nào mà ổng đi cầu trong quần, trong đồ ha. Là lúc đó là cô muốn xỉu rồi. Làm không nổi luôn. Chàng ơi chàng. Đi trong cầu nhờ cái đi lên đó, khi lên đó rồi nhiều dắt cho tới ở ngoài cầu tắm á. Ừ. Rồi cái tắm. Chứ cô đâu có tắm đây được, đây dơ giấy, ổng đi cầu nó rồi có cái xe đẩy cô đẩy vô. Ừ. Kế bên có cái cầu cô đẩy vô. Thưa vị khán giả, chăm sóc cho một người bệnh đã là một cái câu chuyện khó rồi. Mà bây giờ là hai người quý vị khán giả còn phải lo lắng cho một đứa bé đi học nữa. Thật sự mà nói con không biết làm sao mà cô có thể gồng gánh mà suốt 8 năm trời. Cô gắng lắm chứ, bởi vì nào nói chung ra thì có thằng trai một à. Ừ. Mà nó có hiếu gia đình dữ lắm, vợ nó tình trạng, vợ nó bỏ vợ nó dị mà về nó lo cho gia đình.
là cô thấy là cái đó này cũng quá đáng tội nghiệp, vừa tội nghiệp vợ mà vừa tội nghiệp cái nó, thành thử ra vợ nó mới vậy. À. Nó nói vậy đó, cũng chia sẻ mình nói như vậy đi cho nó hiểu. Có nghĩa là bây giờ cô thì không có đi đâu được, cô phải ở nhà đặng chăm sóc cho ba người này. Đúng. Rồi con trai cô là chỉ có một người con duy nhất thôi. Có một con đó. Bây giờ nếu mà về bên vợ ở thì không đành. Đúng rồi. Rồi sao không dẫn vợ về đây để ở cùng với cô? Nó là nhà cửa đất đai nên chảnh. Nó có cái nền nhà, nhà cửa. Mình bán cũng được mà. Vợ nó không chịu. Vợ nó không chịu gì thế này. Cũng như ở trên chảnh thì bên vợ nó thì nói chung ra ở ngoài Bắc. Thí dụ như không chịu thì nuôi hai đứa nhỏ đi. Thì mẹ nó vẫn nuôi mà tại cha nó thương con quá. Mẹ cha nó ôm về hết. Cha nó không cho mẹ nuôi. Chứ cô nghĩ đi, bây giờ nếu mà để cho mẹ cháu nuôi mà cái cảnh đó nó diễn ra cho cháu nó coi hoài sao mà được. Thì đó bởi vì nó bắt về nè. Ừ. Nó nói bây giờ như nó ẩm quý nhỏ này về cho nó ẩm vậy. Nhỏ này mỗi lần nó về thì nó nào nghe khóc quá trời. Nó ôm cha nó khóc quá trời. Cha nó biết chịu không nổi. Ừ. Rồi cha nó nếu mà cho cảnh nhỏ này về luôn thì cha nó không có lên nữa. Mà sự thật là hai năm mấy gần ba năm mới gì rồi là về nhỏ này về dưới này rồi là thôi luôn. Tất cả là không lên tới luôn mà. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm nè, mẹ của cháu bao lâu rồi không gửi tiền về cho cô? Dạ vẫn mẹ nó cũng cho. Tiền lẫn tiền bệnh đó đó. Ừ. Mẹ cũng vẫn cho hàng tháng. Nó nào ngay gửi gì cho mẹ, nó nào ngay mình nói đâu cho nó ra đó chứ. Là con dâu cô ha. Dâu. Mặc dù là đã đi theo người nhân tình rồi. Đúng. Nhưng mà vẫn gửi tiền về cho cô một tháng được bao nhiêu? Gửi nào ngay tiền của nó với tiền mẹ nó nuôi bệnh mà cái sổ trên giảnh là được 1.500.000. Ừ. Đó rồi có khi mẹ nó có tiền cái mẹ nó cho thêm. À là tháng nào cũng đưa 1.500.000. Tiền bọn trợ cấp của nó là nói chung ra là mẹ nó cho lại. À. Mình nói cái nào gây ra đó tội nghiệp. Mình giữa cái tôi cũng tội nghiệp tại vì cũng con mình về đây lo gia đình quá thành thử ra bỏ vợ bỏ con quá là thành thử nói vậy. À như mình vậy là con biết được rồi. Dạ mình nói vậy mình cũng phải thương nó chứ mình đừng áp mình nói. Tại thằng này ở đứng mà dâu con mình này kia. À. Cũng tội nghiệp cho nó. Lần bà mà. Có nghĩa là cô đang khó xử ở cái chỗ là một tháng 1.500.000. Dạ. Cho nên là cô khó xử là từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ. Dạ. Là cô không có dám nói về con dâu cô nhiều. Đúng rồi. Là biết hồi trước thì nó nào nghe nó không có gửi vì lúc trước vợ chồng nó sống chung. Ừ. Rồi nó làm rồi khi nào có tiền nhiều gì cho nhiều ít cho ít. Rồi thời gian này nó cũng hơi nó đành thử ra nói như vậy đó rồi á. Thì nó cho nó gửi nha. Cái này con hỏi thiệt cô nha. Dạ. Khi mà cô nhận 1.500.000 mỗi tháng đó để chăm sóc cho đứa bé nè. Dạ. Rồi cô suy nghĩ về 1.500.000 đó rồi cô không dám nói hay là tự nhiên cô không nói? Không phải, tại vì cô thấy nó cũng được. Nó đối xử với cô từ hồi cái lúc mà nó ở với Tính tới giờ được lắm, không có gì làm mẹ chứ. Cái này nói thiệt nha. Nói thiệt, nó sẵn sàng nó cũng đang nghĩ gì với nó nữa. Nghĩ cô lúc mà nhỏ này là về tránh ở với nó đi. Rồi ở dưới này coi mà không ấy có cô nào không có đất có cát mẹ cho cô ở nuôi cha đi con nuôi mẹ. Con cha mẹ nuôi mấy cái này. Ừ. Cô không được, cô nói dưới này. Chứ cô đừng gì 1.500.000 một tháng mà. Không có đâu. Hồi trước á thì mà cô làm gì là tội nghiệp con trai cô nghe. Rồi sau không có gì rồi sau này nó mới gửi. Nó gửi thế nào nghe nó có tiền nhiều nó gửi nhiều có khi nó gửi cho 3.000.000 nữa. Ừ. Đó nói chung ra là nó gửi chứ còn hơn thằng trai cô đi làm nữa. Rồi chứ cái 1.500.000 đó là của nhà nước người ta chu cấp. Đúng rồi, đó ta chơi cấp cho nó. Ừ. Cái tiền 1.500.000 đó là muốn xài cũng không được đâu. Dạ. Đúng xài không được đâu xài. Cái tiền đó cho con cũng không dám xài đâu. Lúc đó tết nữa. Rồi là ở chẳng nhận tiền hoài tao đâu có chịu. Ừ. Rồi nhỏ này là tao phải chụp ảnh cái gửi người ta đưa ra đó nó mới được lãnh hoài. Ừ. Nó đâu có được lãnh đó. Ừ. Anh thử ra cái số tiền nào ngay mình nói gì tiền anh ấy cũng gửi cho mình. Nó thì nó không có đành với mình. Nhưng mà ở giữa cái tình dạ, thì và cái lý. Lắm, chú ơi, ừ. Nó thiệt. Nhưng mà làm vợ á mà không có giữ được cái sự trung thủy á là nó đã sai rồi. Mà bây giờ á cô thì ngại, cô ngại. Con nghĩ rằng chắc cô ngại ở cái chỗ là tiền 1.500.000 này. Cho nên là cô mới nói như vậy thôi. Chứ thật lòng trong bụng cô không phải vậy đúng không? Không, mình nghĩ như nó thì ví dụ nó không giỡn mình nó đâu làm gì nó.
cô nghĩ rằng như vậy. Bây giờ nếu mà cho xài 1,5 triệu đó, cứ xài 1,5 triệu đi, thử coi dám xài không. Bởi vì nó nặng ngay, nó gửi cho ngày mình không phải cô nghĩ cái số tiền, số tiền nó gửi gì nó xin lỗi với tả sữa thì thuốc men nó làm gì mà thấm thía gì nó. Ừ, cái này ở đây thưa quý khán giả, không phải là vì Ngôn là một người đàn ông á, mà Ngôn lại nghiêng về phía anh chồng, cũng như là không nghiêng về phía cô vợ quý khán giả. Thật sự mà nói từ đầu câu chuyện đến bây giờ á, một người mẹ mà lại quen với một người nhân tình á, mà lại để cho con gái mình á đứng coi như vậy á quý vị dạ, thật sự mà nói là một cái lẽ nó không đúng với tự nhiên rồi. Còn về cái đạo lý vợ chồng á, mà người chồng thì lo làm tròn cái bổn phận chữ hiếu á, không phụ giúp người chồng mình mà còn lại làm ra cái chuyện như vậy á, mà thật sự mà nói Ngôn không có binh ai. Dạ. Nhưng mà cô ơi, cô nói như vậy nãy giờ á, rồi cô sợ con trai cô buồn không? Không, cô có sao cô nói vậy à? Con trai cô nó có hiếu dữ lắm. Dạ. Nói chung ra là con trai con cô nó có hiếu dữ lắm từ đầu tới cuối. Nếu nó không có hiếu cô á thì có thể vợ chồng nó không có như vậy. Vì vậy nó không có hiếu cô. Không, nếu như mà người vợ đã đi theo chồng rồi thì phải sống bên chồng. Là xưa nay nó vậy thôi mà. Đúng rồi, mà lại vậy con dâu mình nó muốn bước nữa rồi biết làm sao. Muốn bước nữa. Cô đâu biết được đó. Dạ, thì coi như là hết tình cũng còn nghĩa. Dạ. Thì cho nên là cô thương con dâu cô ở chỗ nghĩa. Là còn nghĩa. Đúng rồi. Nhưng mà hết tình thôi. Hết tình vợ chồng đó thôi chứ còn đối với mình. Còn nghĩa với cô. Nghĩa không có bao giờ nó nhớ mình. Ừ. Nó được. Như vậy cũng được đi, nói chung á là cô là thương về cái tình cái nghĩa thôi. Như làm gì cũng nặng, nó cũng tự tạo cho hai đứa con cháu nội mình. Thương cháu nội mình thương nó đi. Cũng khó xử cho cô ha. Nghiệp đó. Okay. Cũng có nó mới có cháu nội mình nè. Nói chung là cô không giận hờn gì con dâu cô hết. Dạ, không. À, coi như là do cái duyên số. Duyên nợ. Không thành thì không hạnh phúc thời gian lâu thì thôi. Chứ thì nói chung ra thằng chồng nó thì bây giờ thằng cha đi bán cái điên nào nghe nó không có cái gì sự ra. Không có cái gì. Không có cái gì gái gú gì chứ. Bây giờ nếu mà không ngủ, không cho con về với mẹ con về không? Dạ không. Vì sao? Vì mẹ có người khác con không mẹ. Con không chịu người mới ha. Con chỉ thích là cha với mẹ con sống cùng nhau thôi ha. Dạ. Rồi khi mà mẹ con làm gì đó, con có thấy cha con khóc không? Dạ. Cha con ở bên nhà khác thôi, con không thấy. Nhưng mà có lúc nào con thấy cha con ngồi khóc không? Không. Cha con không khóc cho con thấy ha. Dạ. Con thương cha hay là thương mẹ nè? Con thương cha. Thương cha nhiều ha. Dạ. Nếu như mà ngày hôm nay nè, con có thể nói chuyện được với mẹ con đó, con gửi tới mẹ con một lời đi. Con có điều gì muốn nói với mẹ con không? Dạ. Rồi con nói đi. Cũng có. Rồi con nói đi, mẹ con đang nghe đó, con nói đi. Thương mẹ bỏ đi con, mẹ cũng không chịu. Bỏ gì con? Bỏ nhân tình. Bỏ, ý là con kêu mẹ con bỏ cái người nhân tình mới đó ha. Để mà sống cùng với cha con với con hay sao? Dạ. Rồi bây giờ nè, con kêu như vậy đó, rồi con nói lên cho mẹ con nghe đi, con nói đi. Nói gì đó? Nói là mẹ ơi, mẹ bỏ nhân tình đi, mẹ bỏ nhân tình đi, con muốn bỏ tại mẹ không chịu, chú không chịu, cái con buồn, cha khóc. Nhưng mà mẹ bỏ nhân tình rồi con có chịu về sống với mẹ không? Chịu liền ha. Rồi con có quên hết những cái mà mẹ làm sai không? Dạ. Có quên không? Quên. Quên hết luôn ha. Dạ. Là vài bữa là không có kể cho ai nghe nữa nha. Dạ. Nha. Rồi gì để sau cái video ngày hôm nay nè, nếu mà mẹ con xem được á thì có gì mẹ con cho con hay nha. Rồi nếu mà mẹ con chấp nhận thì con đừng có kể cho ai nghe nữa nha. Chịu không? Dạ, chịu. Giỏi quá. Dạ, cô ơi. Dạ. Như vậy là bây giờ mỗi một ngày như vậy á, cô lo cho ba người như vậy nè, là hai một cháu bệnh nè, rồi chú tai biến nè, rồi cháu đi học nữa đó. Là cái chi phí hàng ngày là cô tốn cả bao nhiêu? Dạ, mà thí dụ cô tiền đồ ăn đủ tính hết cho thì ngày khoảng chừng 200 ở ngoài đó.
có khi 100 ngoài không chừng, 100 không chừng, tùy theo bữa. 100 ngoài là một ngày ha. Một ngày á, là tiền tả tiền đồ đó ha. Tiền tả tiền đồ thì hơn tiền tả tiền đồ thì nhỏ này ngày tới 3 miếng à. 3 miếng, dạ, một miếng thì nó hình như là 3 ngàn mấy miếng gì đó. Ừ. Thì nó một đêm một ngày nó ăn 3 miếng. Có khi nó đi tiểu nhiều quá mình cũng phải thay liền để nó ướt. Thôi quá. Coi như là mình bỏ đồng cái thấp nhất đi là 100 ngàn ngày đi. 100 ngàn không đủ. Không đủ thì mình cho bỏ đồng vậy đi. À, là một tháng là nó là 3 triệu. Dạ. Nhưng mà con trai cô thì chỉ có vài trăm ngàn tháng à. Bán gì không gà bán 60 ngày đâu có được tiền đâu. Rồi không đủ tiền rồi trong lúc đó rồi cô làm sao để có cơm ăn? Cơm dạ thì nó làm ngay chung á thì ở ấp ở xã ở huyện đây người ta biết tất cả ở đâu như chùa chiền ta biết hết trơn á. À. Người ta cho mình ăn có khi ăn không hết. Chàng ơi mừng quá. À, rồi có khi đủ ăn, có khi ăn hết tháng nào thiếu mình mua thêm. Có những có nghĩa là bữa cơm của gia đình là nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ rồi. Từ đó giờ. Ấp xã này ở chung ra với người ta ủng hộ mấy người nghèo đó cho hoài. Dạ cũng mừng đó, nha, là cô đỡ phần rồi. Đỡ phần ba cái thằng đó. Ừ. Đó còn chỉ thuốc men tả sữa sùng cho ổng với này nhỏ thằng cháu thì đi học. Dạ, đi đóng học. Tiền ngày trường đồ này ở kia nha. Ngày nó có 20 ngàn kìa. Ừ. Bây giờ sáng ăn sáng rồi học hai cử nữa. Ăn sáng rồi. Rồi cô cho cháu nó 20 ngàn đi học ngày rồi cô ăn gì đây? Cho nó ăn à, sáng nó đi ra cô cho nó ăn cô có 10 ngàn rồi cho tới thêm 5 ngàn nữa là buổi sáng. À có nghĩa là cháu nó ăn một cái miếng gì đó vào buổi sáng để đi học ha. Là 10 ngàn. Đúng rồi, rồi cho thêm 5 ngàn nữa. Là 5 ngàn. Rồi giấc chiều thì khi 5 ngàn, khi 7 ngàn giấc chiều muốn cho nhiêu cho đó. À chiều là cho thêm 5 ngàn đi học nữa. Nó ăn nhà rồi. Đi chiều nó ăn ít. Rồi như vậy là không đủ tiền rồi cô nhường cháu gì rồi cô ăn gì? Tiền đâu cô ăn? Cô dễ ăn lắm, cô sợ mấy người này thôi, còn cô cái gì cô ăn được chứ. Trời ơi, dễ ăn lắm. Khổ thân không? Nói thiệt á, cô giờ hả, cá thịt cô cũng giờ cô ăn hết được rồi, bố muốn đi tu hay bà nữa rồi. Trời ơi. Giờ cá thịt đồ cô ít ăn, không ăn, có khi cô ăn nước tương cái cô bẻ trái cà. Có khi nào mà cô trách ông trời á, sao mà tôi đâu có làm gì ác đâu, mà sao tự nhiên cho tôi vô cái cảnh mà như vậy không? Cô kêu hoài gì? Cô kể con nghe coi. Cô cực khổ quá đó. Cô cực khổ quá. Cô nói trời ơi trời. Tôi có làm gì mà ác đâu mà rảnh cho hai ba người bệnh mà tôi khổ dữ vậy nè. Trời cực khổ quá trời. Tôi mệt mỏi, tôi đau ốm hoài, bệnh hoạn hoài hay gì. Mày đã nói chứ rồi đi. Chàng ơi. Đây mấy nhỏ con gái ở đây ai nuôi ổng như quý. Ta có chồng có vợ ta cũng khổ. Nào mà có tiền đâu toàn để bằng công ty không? Ừ. Bạc đâu rồi đó. Có tiền đó, thì còn giúp đỡ cho mẹ tiếp anh hai được. Ừ. Bây giờ chồng con đứa nào nó đau không có tiền lo nữa, một đứa bằng công ty mà nuôi ba bốn đứa ở nhà. Ừ. Lúc chồng đau rồi lúc con đi học làm sao lo nổi. Ừ. Ta nói thầy mẹ nó cái đi chứ giờ cực khổ quá rồi. Hồi sáng này cũng vậy nè, ổng đái tùm lum tùm la như cô. Ừ. La cô cực, cô khổ quá. Tôi nói trời ơi trời mẹ như. Ừ. Rồi chứ giờ tao cực khổ, tao mệt mỏi quá trời, với cái phần cô bệnh nữa. Ừ. Bệnh lắm, cô giờ cô mệt chút xíu hay là cô mệt là khi cô tự nhiên cái hơi cô đúng đứt luôn, thở không nổi. Ừ đúng rồi, hôm bữa mấy anh em có gửi ngải đen cho cô đó. Dạ. Rồi cô dùng chưa? Cô dùng rồi mà giờ cũng như tay cô, hai cái tay cô nhứt á là cô dắt là giả không được đó. Mà nó đụng là cô đau cô trời không đó. Là cái lúc chưa dùng á ha. Dạ, chưa dùng đó rồi từ cái cô thanh niên vô cho hút thuốc đó. Ừ. Rồi tới giờ thì cô uống hai cái tay cô giờ đè kéo không đau nữa. Đau cô giơ tay cô không đau rồi. Hồi đó đâu đụng được, giờ bẻ ra nè, không đau. Là đau trước cái lúc mà cô chưa dùng thuốc á thì nó như thế nào cô kể con nghe coi. Nó đau trước lần thuốc á là mấy năm rồi chứ cô không phải mới đây. Ừ. Mấy năm rồi cái hai cái tay này là cô đau lắm, cô mần cái gì yêu cầu mà đứa nào mà đụng nhẹ cô là cô nó gãy tay, mấy người nó cháo chào dính giỡn ôm đó. Ừ. Tôi nói đè hồi hai cái tay tao gãy lội luôn khỏi mần gì chứ. Đau dữ lắm hay cô ha. Nó đau mà nó đau kiểu kỳ lắm, dắt lên dắt qua dắt không được, dắt gì dắt được mà dắt qua dắt được. Trời ơi. Rồi hổng gãy giờ cái tay cô nói trời. Ủa cái tay này hết đau rồi trời. Đã ta. Nói trời mừng quá trời mừng cô. Cô nói nhắn gái trời tay mẹ sao mẹ mình nhờ cho mẹ nó để khi nào mà mẹ có tiền á vô nữa. Là nhờ thuốc ngải đen đó ha. Dạ. Nói, có vô cái mẹ có tiền mẹ mua bậy thêm hũ nữa mẹ uống. Thôi bây giờ vậy đi. Cô hết là con mừng rồi. Dạ. Để vài bữa nữa mấy anh em con có đi thăm đợt sau á. Dạ. Thì tặng cho cô thêm. Dạ. Ừ. Như vậy là trong cái lúc dùng như vậy đó là mấy ngày đầu cô cảm thấy như thế nào, cô kể cho con với Uyên Dạ được biết đi. Mấy ngày đầu nó giật. Ừ. Nó giật cái cô sút mồ hôi luôn. Ừ. Rồi cái cô nó bẻ quải tay chân mình bẫy trơn nha. Cái cô đâu có biết vụ uống thuốc này đâu. Ừ. Cái cô nói trời ơi trời sao mà bữa nay nó giật quá trời. Nhỏ điện nhỏ gái hôm nay mày giật quá trời, giật mày mệt quá trời. Sao tụt huyết áp lên, huyết áp tụt huyết áp làm hoài mày biết à. Thôi cái mấy sợ. Ừ. Chở qua đi ra bệnh viện. Chở bệnh viện thì sợ đi bệnh viện luôn hả? Dạ chở bệnh viện. Thôi giờ tôi mệt quá, tay chân bủng bủng chân tôi mệt viện được, nó thôi vô cho cô
một chai nước biển cho cô khỏe đi. Dạ. Rồi bắt đầu mới vô đó mà sao à, hai ngày sau nó cũng nghe cái gì kỳ trời. Hồi nào giờ đâu có vụ mà huyết áp lên a à, lên sụt sụt hoài vậy nè, mình lâu lâu mình bị lặn. Dạ. Cái thấy vậy uống thuốc rồi cũng đem về nó đưa thuốc đi thêm mũi nữa, cái kêu vô thêm chai nước biển nó đi cho nó khỏe. Bị gì bủn bủn cái chân, bủn chân cô đâu có biết gì đâu. Dạ, cô chưa biết là thuốc nó giặt. Dạ, vô cô mới nói. Ừ. Bà vậy mà đừng có sợ chứ, không có gì chân đâu, cô đừng có lo nữa. Dạ, cô là mấy anh em con vô á, cái cô hỏi ha. Dạ, rồi cái nó nói thật, bà đừng có lo chứ, 2-3 ngày bà hết, mà thiệt. Đâu, hẳn giật cô 2 ngày đi vô nước biển mặt đó, mà nó đúng đúng, cô sợ. Ừ. Đó, rồi cái cô cũng vô nước biển này kia kia nội, rồi về vẻ với phần cô ăn ít nữa một ngày, vậy là cô ăn khi chén cơm, khi cô không ăn là chén gữ nữa. Ừ. Ăn lẫn miếng miếng nè, hồi cô đi đường giờ là cô ăn ít ăn lắm. Đường có thể 5 năm rồi. Ừ. Rồi mờ mắt nó rồi chờ ba cái thuốc đó, cái tay chân cô cái giờ là cô là có tiểu đường nữa. Trời, mờ mắt luôn. Mờ giờ cô mờ nó đó. Rồi thêm gói lộn trường đình nó nói là thuốc trị hay. Ừ. Cô mừng hết sức cái tay cô, cái cô nói trời ơi sao có tay tao nay hết tao mày ơi. Tao mừng quá trời. Ừ. Nó là vậy gắng uống đi nha cô nó giờ cô hết lo phải không? Hết rồi, giờ tao không nghĩ chứ phải ghé rồi. Rồi cái tay hết đau nè, rồi hết mắt đau. Mắt sao? Con mắt thì nó cũng cũng như là hồi đó nó mờ cũng mờ mờ, nhưng mà giờ cũng như thấy nó hơi khỏe. Thấy nó nhẹ ăn mắt nha. Dạ đúng rồi, nó khỏe hơn. Rồi rồi tiểu đường. Tiểu đường thì bộ hôm đại gì cô uống thuốc cái này này kia nọ, ta không có thử đường. Ừ. Rồi cô nói để bữa nào cô có khỏe cô đi ra bệnh viện, bị gì cô thử bệnh viện thôi. Là cô chưa thử đường thử coi nó có đứng không nha. Dạ cô chưa. Hồi trước thì nào ngay nói chung ra là cô thử đường thì nó không có lên. Ừ. Nó cũng tiêu chuẩn lắm, khi nào cô bệnh là ăn uống làm sao chứ là nó mới lên. Dạ. Rồi bây giờ là cô nặng như thấy hôm nó giật mấy rồi cô sợ lắm. Đi vô nước biển còn lum la. Dạ là coi như là bây giờ là nó qua cái đợt mà coi như là cơ thể cô thích nghi được với nhảy đen rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ là cô cảm thấy sao rồi? Cô thấy khỏe rồi. Khỏe cho người hết bị giật rồi ha. Mà đi nước tiểu nó khác đấy chứ. Ừ. Trời đụng cái chân mình gì kỳ vậy trời. Là theo em đi lên nước tiểu nó nó kiểu nó vàng mà nó thải độc đó, nó vàng đậm vậy đó, nó thải độc đó. Trời ơi cái này đau mà cái kiểu đi nước tiểu này là thấy không thọ rồi nha. Ừ. Trời ơi. Mà đừng sợ, ngán uống đi. Có nghĩa là cái nhảy đen này nè nó kết hợp với nhảy chống độc nữa, là nhảy đen á thì nó hỗ trợ cho cô là về thần kinh tọa nè. Dạ. Rồi tê bì tay chân đau nhức xương khớp rồi đó. Dạ. Là nó sẽ hỗ trợ cho cô cái đó. Còn cái nhảy chống độc nó kết hợp cùng vô đó. Dạ. Thì cái nhảy chống độc nó sẽ hỗ trợ cho cô là thanh lọc cơ thể. Dạ. Đào thải độc tố ra ngoài. Dạ. Cho nên là mỗi lần cô đi vệ sinh đồ này nọ kia, cô sẽ thấy giống như là nó khác xưa nhiều. Hả? Mà mỗi lần đi xong là nó nhẹ dữ lắm nhẹ. Mà cô thấy khỏe rồi cái trước đó. Trời ơi, mình đi nước tiểu nó trong giấc mình đâu có cái gì đâu kỳ trời. Sao mà hai ngày nay bệnh rồi sao mà kỳ quá à. Ừ. Cô nói vậy rồi với phần cái xương sống này nè là thường thiên hồi lúc mà cô đi mổ đó em là bị thận á, nó đau dữ dội lắm. Ừ. Là mới đi mổ tới 20 mấy ly đâu mà. Chàng cô ơi, đã gán, cô gán riết tao này với chỗ này nè, cô gán riết cái đau chích lên tới xuống chợ. Như vậy là chẳng những là cô tay nhức nè, rồi mờ mắt vì tiểu đường nè. Dạ. Rồi bây giờ là gói lộn tiền đình sao rồi cô? Cái gói lộn tiền đình sao? Gói lộn đình thì cô thấy mấy bữa nay sao rồi? Cũng ổn không gài, thấy ổn ngoài đường rồi lại thì cô chưa có thử. Ừ, nhưng mà gói lộn tiền đình là còn không? Không gài, nào nói chung ra hồi cô nằm bệnh viện về tới giờ thì nó ít lắm. Ít lắm ha, như vậy cũng mừng rồi. Rồi giỏi vậy rồi nó đau nhức ngang cái xương sống rồi dữ lắm. Rồi sao mà không gài thấy nó cũng làm như cái tay này là chứng nhất là cô thấy là nó hết đau khỏe nhất trên đời rồi. Dạ. Rồi cái sống không vậy nó cô ngồi lâu rồi đấy. Mà cái ghét tới giờ hết làm như nó mổ nó bị gì sao cô nói vậy. Dạ. Bây giờ nó hết nhất rồi, giờ con cũng khỏe. Rồi có một cái bây giờ còn đường rồi không biết sao đây, còn để thử một cái nữa coi có ổn định hay không. Dạ. À, như vậy là cô dùng bột nhảy đen. Cô dùng nhảy đen á ha. Dạ. Thì bây giờ là gói lộn tiền đình giảm nè. Dạ. Rồi hồi nãy cô nói là tay này đâu. Tay này mới nhức hai cái tay này. Là được, lúc trước là đụng vô vậy là không được. Đúng rồi. Rồi bây giờ là bình thường ha. Bình thường hết đau. Rồi cô thận là nó làm xương sống đau hay sao cô? Thận cái đau xương sống rồi lúc đó cũng như là cô đau quá trời vô đưa vô cấp cứu á. Ừ. Nó chỉ là cái hộp thuốc đâu rồi đưa con mượn cái hộp thuốc cô để đâu. Đây này không? Đây. Là hầm nhảy đen ha. Dạ. Dạ. Thú viên giả. Thì ở nhảy đen có viên giả. Sẽ viên giả về các triệu chứng như là tê bì tay chân,
tay chân dở không lên, làm cho quý vị khán giả mình đi đứng rất là khó khăn luôn. Kèm theo đó là nó sẽ ngăn ngừa cho quý vị khán giả mình cái tình trạng là đột quỵ cũng như là tai biến á quý vị nhá. Thì nó sẽ ngăn ngừa cho quý vị khán giả mình. Cùng với đó thì do cô cũng có kể quý vị nhá, vì sao mà khi mà dùng ngải đen á là bắt đầu là mình đi vệ sinh á thì nó sẽ khác như cái lúc trước, cái lúc chưa dùng quý vị nhá. Vì trong này nó có cái ngải chống độc, nó sẽ làm cho cơ thể quý vị khán giả là đào thải độc tố và hỗ trợ cho cơ thể quý vị khán giả là lưu thông máu huyết và các dây thần kinh không còn bị chèn ép như xưa nữa. Mà có được bột ngải đen để mà dùng quý vị khán giả thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngôn cùng với Thanh Trúc nè, hoặc là quý vị khán giả để lại cái số liên hệ á cho Ngôn cùng với Thanh Trúc sẽ gọi trực tiếp cho quý vị khán giả để mà tư vấn và hỗ trợ để cho quý vị khán giả mình có được cái bột ngải đen để dùng và hỗ trợ cho cơ thể quý vị khán giả nha. Dạ dạ cô ơi, thì ngày hôm nay á con cùng với Thanh Trúc ghé thăm cô với cháu nè, thì có quỹ của một quý mạnh thường quân sẽ trao cho gia đình mình nha. Là cô Lê Thị Sang ở Lâm Đồng sẽ trao cho cô là 500.000 để mà hỗ trợ cho cô ha. Đây con gửi cho cô nha. Bây giờ cô nhiều lắm. Cái này là của cô Lê Thị Sang ở Lâm Đồng gửi cho gia đình mình là 500.000. Để cô cảm ơn cô Lê Thị Sang mà cảm ơn nhiều dữ lắm luôn. Thưa quý vị giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì Ngôn cùng với Thanh Trúc á rất là mong á gia đình của cô nè, một người cô năm nay cũng khá là lớn tuổi rồi, phải chăm sóc cho hai người bệnh, cùng với đó là một đứa cháu đi học nữa, cho nên là hoàn cảnh thì rất là khó khăn luôn. Nhà thì quý vị khán giả cũng đã thấy Ngôn với Thanh Trúc đưa lên đó, là chỉ bằng cao su và bằng dán mục thôi quý vị khán giả ơi, gạch thì bể hết trơn rồi. Thì cũng nguyện cầu mong sao á cho hoàn cảnh của cô với cháu nè sẽ được quý vị khán giả trong và ngoài nước thương hỗ trợ giúp đỡ cho, để mà cô có cái cuộc sống được ổn hơn lúc trước. Dạ còn bây giờ thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video kế tiếp.